đấy. Nhớ xem nào, em đang ăn cái gì đấy? Em đang ăn cái gì đấy? Ăn bánh hả? Rồi đi xem điện thoại với chị Giang này. Bị bấm mất rồi, em Mon bấm mất rồi. Thích không? Sao vậy, em không thích ăn xúc xích hả? Ăn đi chứ, ăn đi mới mau lớn chứ.
Ủa cô Bi, em Mon đâu rồi? Hả? Mày gian cho em Mon ra chơi với cô Bi mà. Mà em Mon không ra hả? Cái em Mon này đi đâu ấy nhở? À, có khi nào là bắt đầu là xuống chỗ mèo Ali rồi hay sao á? Thế em Mon ngồi đi chơi, ngồi đây xem nhé. Để chị cha đi xuống coi em Mon làm gì nhá. Đây này, ngồi đây coi cô cu này nhá. Ngồi đây đợi chị anh nhé. Thôi mình đi lên chơi với Scooby nhé.